COVID-19 đang tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong những ngành chịu tác động trực tiếp như thương mại, dịch vụ, các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Theo Tổng cục Thống kê, trong hơn 70.000 doanh nghiệp phải đóng cửa trong 6 tháng đầu năm nay, có 35.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. 24.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chưa làm thủ tục giải thể, tăng 25,7%. 9.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,8%. Như vậy, trung bình mỗi tháng đều có khoảng 11.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tương đương với gần 400 doanh nghiệp trên một ngày.